Còn cái trái ướp này mình sẽ làm cách bảo quản gốc nhé. Còn cái cách thứ hai hôm trước thì mình bảo quản bằng cách thứ nhất rồi, hôm nay mình sẽ bảo quản cách thứ hai. Để bảo quản gốc thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái túi sạch hoặc là cái màng bọc thực phẩm. Hôm nay mình dùng túi và mình sẽ để luôn vào trong cái hộp này. Này, để tí nữa mình làm gốc xong mình sẽ cho luôn vào cái túi này cho nó sạch sẽ. Và rồi mình lấy thêm một con dao để mình bổ trái gốc ra. À, nơi mình bảo quản gốc với dầu ăn và một chút rượu. À, quả gốc này mình sẽ bổ ra nhé. Và các bạn đi bao tay vào nhé để cho tay của chúng ta nó đỡ bị màu đỏ. Bổ trái gốc ra. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ. Ôi, gốc rất là ngon, mình được cho quả gốc này. Nên mình chưa dùng đến nên mình cất. Mình đi bao tay vào thì mình bóc hết hạt gốc đi. Hôm nay một quả gốc cho nên mình sẽ không xay, để xay nó sẽ dính cái máy xay ấy. Nhiều thì nó xay, thì nó không bị dính máy xay, nó ít quá thì nó xay nó hay bị dính máy xay. Thì bây giờ mình sẽ bóc bỏ cái hạt nó đi. Và các bạn chỉ lấy cái phần cùi này thôi. Lấy cái phần thịt gốc này thôi. Đấy, mình như vậy này thôi. Mình cứ bóc như vậy. Sau đó mình sẽ trộn với một chút rượu và một ít rượu và một ít dầu ăn. Còn nếu mà xay thì khi mà mình nấu thì nó sẽ dễ trộn hơn vì nó hòa quyện với phần cùi ở bên trong bên ngoài ấy, thịt tớp với nhau ấy. Nhưng mà xay như vậy thì nó rất là nó nhiều thì mất công xay, còn ít mình xay nó sẽ dính cối ấy. Và khi đi làm gốc thì không xay để mình chịu khó mình bóc kỹ hơn một chút thôi. Mình không có hạt thì thôi, còn cái nào có hạt thì mình cái này nét quá nó không có hạt đấy, hạt nó teo đi rồi thì thôi mình không cần phải bỏ hạt. Mình cứ bóc hết đi nhá, sau đó mình sẽ trộn với ít rượu và ít dầu ăn và các bạn buộc chặt lại và hoặc là để lên trong cái hộp này, buộc cho để lên trong cái hộp này và cất vào ngăn đá tủ lạnh và các bạn dùng được trong 5 trời ạ. Mình đây mình dùng cả quả này ở trong cái hộp này nhé, để khi mà mình nấu ấy, thì mình nấu nhiều thì mình dùng cả quả, còn nấu ít thì các bạn bọc thành những cái túi nhỏ nhỏ nhé. Ví dụ nấu 2 đĩa hoặc là hơn 2 đĩa thì các bạn dùng một quả to như thế này, còn nấu 1 đĩa thì các bạn chỉ dùng một nửa quả gốc thôi. Nhiều quá nó cũng không tốt này. Thì nó nhiều quá thì màu nó sẽ đẹp, đỏ quá nó sẽ không đỏ thâm ấy. Nó sẽ không đỏ tươi ấy, thì nó sẽ không đẹp. Mình cứ bóc như vậy đến hết nhé. Sau khi mà mình xong ấy, các bạn mình tách hết là xong ấy. Đó. Nếu mà nhiều thì các bạn xay nhé, để cho nó hòa quyện vào nhau. Còn không thì bây giờ mình để như này thôi, bỏ hết hạt đi. Và bây giờ các bạn cho mình một ít khoảng 1 thìa ăn phở rượu vào. Và cho mình thêm 1 thìa ăn phở dầu ăn nữa vào. Mình trộn đều lên nhé. Rồi mình cất vào ngăn đá tủ lạnh. Để được 1 năm nhé. Giữ được cái màu nó tươi ấy, của gốc. Trộn đều xong mình cất luôn nhé. Còn nếu các bạn không trộn rượu rượu với dầu ăn thì cũng không cần nhé. Nếu không thích trộn thì thôi, mình không trộn cũng được. Còn đây có 2 cách bảo quản nhé. Cách là các bạn trộn thêm vào
Hay. Còn không thì không trộn cũng được. Vì cái cách không trộn thì mình đã chia sẻ rồi. Bây giờ các bạn buộc lại thôi. Ép để cho cái hơi không khí nó ra hết nhé. Không khí nó ra hết. Ta buộc lại. Chặt lại. Nếu các bạn cho bọc thêm một tí giấy hoặc báo vào ví dụ như vậy. Còn không thì các bạn cho cái hộp như này và các bạn đậy thêm một lớp nữa. Đậy cái nắp lại thì nó sẽ không khí nó sẽ không vào nhiều ấy. Nó sẽ không bị lạnh quá khi mà chúng ta để đông ấy thì nước của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Đây mình sẽ đậy lại như này. Đấy thì là một quả này thì mình sẽ làm được to như này, mình làm được khoảng 3 đĩa xôi. Thì hôm nào mà nhà các bạn có việc có cỗ thì các bạn làm mấy mâm cơm thì các bạn làm khoảng được 3 đĩa xôi. Đấy thì mình để cả quả như vậy. Đấy mình xong cái cách bảo quản thứ hai ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Cách thứ nhất mình đã chia sẻ rồi. Khi mà mình đã bó xong rất là này rồi. Ít gấc ngoài vườn ấy. Cái gấc này là cái gấc cuối cùng ở trong vụ. Vì nhà mình gấc nó chín sớm ấy. Cái cây này lâu năm rồi nên nó không nhiều quả lắm. Cả quả to quả nhỏ mình hái hết. Để mình cất vào trong ngăn đá tủ lạnh rồi mình dùng dần nhé. Nếu các bạn bảo quản theo cách đơn giản này của mình thì các bạn có thể dùng được cả năm nhé. Trước tiên là gấc khi mà thu hoạch xong. Bây giờ các bạn sẽ bổ ra và các bạn khoét cái phần thịt gấc nhé. Quả này nó hơi nhỏ nhưng mà nhìn nó rất là chín, rất đẹp. Khoét cái thịt gấc để mình tách hết hạt đi để mình cất nhé. Này các bạn nhìn này, rất là đỏ và ngon. Wow. Các bạn cứ cắt hết ra cho mình nhé. Và lấy hết cái thịt gấc này ra cho mình nhé. Này, đổ luôn cái thịt gấc này vào này. Wow, nhìn rất là ngon. Tí mình sẽ bỏ hạt ra. Quả này nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn không? Bỏ màu đỏ rất là tươi. Thực ra cái phần cùi vàng này vẫn ăn được nhé. Nó ăn nó sẽ hơi ngậy một chút. Nhưng mà thường thường là chỉ là cái gấc đỏ thôi. Cái hạt thì lại ngâm rượu thì rất là tốt để chúng ta trị vấn đề đau nhức khớp. Người ta bảo tốt như rượu mật gấu ấy. Nghĩa là nặn bóp bên ngoài ấy. Đổ lốt quả này ra nhé. Để mình lấy thịt. Đổ hết vào đây xong mình sẽ bóc hạt. Cách để bảo quản gấc phổ biến đấy là cách mà thông thường nhất như đó là một cách là các bạn chỉ cần lột vỏ gấc hết cái phần củ gấc này ra, các bạn cho máy xay xay tần nhuyễn đi để cho nó hòa quyện hết cái phần củ trong củ ngoài với nhau rồi mình cho vào lọ hoặc là vào túi mình cất vào tủ. Cách thứ hai là các bạn vẫn xay như vậy mà các bạn trộn thêm dầu ăn và rượu rồi sau đó mình cất. Nhưng mà theo mình thì mình không cần trộn cái gì cả. Làm cách thứ nhất là chỉ cần bóc vỏ này sau xay nhuyễn rồi cho vào cái nọ này. Cho vào cái túi hoặc là cái nọ một cái hộp cất thôi. Và chia đều ra những cái phần một ít để dùng dần. Còn có cả thêm cách nữa là cách chưng lên
trưng lên khi nào, nghĩa là đun nồi đường ấy, khi nào dùng thì các bạn sẵn bỏ ra, nhưng mà hoặc là đun không lên ấy. Nhưng mà làm cách phổ biến nhất là cách này mình đang làm mà lại rất là đơn giản và quản 1 năm mà không ảnh hưởng gì, và chia thành những cái phần nhỏ dùng đến đâu rồi các bạn bỏ ra dùng đến đấy. Giả dụ mà cân ra 1 cân gạo thì dùng bao nhiêu thì mình bọc cần đấy ra, hoặc là lửa cân gạo ví dụ thế, các bạn chia thành các bọc ra, cứ chia thành mỗi bọc mà dùng nửa cân gạo, nếu dùng cả cân thì dùng 2 bọc. Thường thường là mình sẽ lấy cái màng bọc xong mình sẽ cho vào đấy và mình gói nát và xếp vào, cất vào trong ngăn đá tủ lạnh. Mất 1 lần bóc này thôi, vất vả 1 lần này thôi thì công 1 chút, nhưng bảo quản là cả năm. Mẹ mình nhiều khi mẹ mình cần để cả hạt, mẹ mình cất cho lúc nào, nghĩa là chỉ sẵn này mang đi cất thôi á, không cần xay, không cần gì cả. Thực ra xay thì nó chỉ có cái tác dụng là để cho cái phần bên trong này, cái phần bên trong này, phần bên ngoài để nó hòa quyện vào nhau, để khi mà mình mang đi nấu thì mình sẵn trộn, không phải bóp nhiều ấy. Và bỏ hạt đi thì khi nấu thì mình cũng đỡ phải bỏ hạt ấy. Nó chỉ có tác dụng thế thôi, và cái diện tích mình cất trong tủ nó đỡ chật tủ ấy. Chứ còn như mẹ mình thì mẹ mình toàn như này, mẹ mình cho cái bóng mẹ mình chia thành các phần, cất hết vào ngăn đá. Và khi nào dùng thì mẹ mình giã đông, cho vào cái sóng giã đông, hoặc là để ngoài ngâm vào nước lạnh, hoặc để ngăn mát tủ lạnh, khi nó hết đông thì nấu. Nhớ nhé, cái hạt này các bạn đừng bỏ đi nhé, các bạn giữ lại cho mình cái hạt này. Cái hạt này rất là tốt, mình sẽ dùng để ngâm rượu ấy. Bóc như vậy là hết nhé. Mà bóc xong rồi nhá, cái phần hạt để riêng này mình sẽ rửa sạch và để cho ráo nước của mình đi phơi cho nó hết nước đi. Rồi sau đó mình sẽ đi rang hoặc đi luống để cho nó phải cháy, để nó vàng cái vỏ bên ngoài, cho mình xã đi để mình là ngâm rượu nhá. Còn cái phần này bây giờ mình không nghĩ là cái gốc này thì không bỏ cái gì cả. Còn cái phần ngoài này thì mình sẽ đi, bây giờ mình sẽ đi xay. Và bạn muốn bảo quản theo cách thứ hai để cho ít rượu, đây là rượu và ít dầu ăn vào, các bạn xay cùng. Còn đây cách mình làm theo cách này là mình không cần cho gì, mình đi xay nhuyễn. Khi mà xay xong này các bạn, đây, bạn nhìn nó quánh lại này, vì rất là đặc ấy, không cho rượu, không cho gì cả, nên nó rất là đặc ấy, nó rất là quánh này. Bảo quản này thì rất là lâu, được rất lâu ấy. Và bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc, màng bọc thực phẩm nhé, mình sẽ đặt xuống rồi mình gói. Mình sẽ cho từng ít một vào thành những cái viên nhỏ nhỏ, cho ở giữa. Có thể cho vào cái khay, cái khuôn nhỏ
Đây mình cho giữa này, mỗi cái này cho khoảng 50g. Đó. Gói lại nhé các bạn nhé. Đấy, gói lại như vậy. Nhìn như cái bánh như thế. Đây, các bạn làm bánh các bạn thích màu đẹp này, các bạn dùng màu gốc này cũng rất là đẹp ấy. Các loại bánh ấy. Gói thêm một lớp nữa cho nó an toàn. Và mình chỉ cần cất vào ngay đá tủ lạnh thôi. Hoặc là cho một cái hộp nữa, cất vào ngay đá tủ lạnh. Hoặc không thì chỉ cần như thế này cất vào ngăn đá tủ lạnh, cho một cái túi bằng cát. Đấy, cứ gói như vậy đến hết nhé, rất là dễ. Đấy, thì mình sẽ dùng được cả năm ấy. Tết mà các bạn thổi một đĩa xôi thì các bạn chỉ cần lấy một cục cước này thôi, cứ gói như gói nhỏ như này để giã đông nó tiện ấy. Đừng gói to quá, vì to quá mà mình không dùng hết mà đã giã đông rồi thì nó lại bị hỏng ấy. Đã giã đông thì chỉ dùng một lần thôi ấy. Mình giã đông rồi mà các bạn lại cất xong rồi mà các bạn nấu không hết, các bạn lại cất vào trong tủ ấy thì nó sẽ bị hỏng ấy. Thế nên đã giã đông rồi thì các bạn chỉ dùng một lần thôi. Giã đông đến đâu thì dùng đến đấy. Thế nên vì sao mình làm những bọc nhỏ nhỏ thôi. Các bạn có thể làm nhỏ hơn cũng được nhé. Rồi làm hai lớp cho nó an toàn. Đảm bảo là không khí nó không vào được ấy, bảo quản nó rất là lâu. Rồi bây giờ mình cứ gói tương tự đến hết nhé. Khi mà mình đã bó xong rất là này rồi, bây giờ lấy một cái túi thực phẩm khác. Được 6 túi này thì mình sẽ nấu được 6 lần xôi. Nhà mình có hai người lớn và một em nhỏ, mỗi lần mình chỉ nấu hơn một đĩa một chút ấy, khoảng là 2 đĩa nhỏ ấy. Cho cái túi thực phẩm này. Mỗi lần dùng thì mình chỉ lấy một túi ra thôi, để nó có khoảng trống ấy, để khi mỗi lần dùng lấy ra cho nó tiện. Bây giờ các bạn giải vào trong ngăn đá tủ lạnh và đợi và khi nào ăn thì lấy ra thôi. Thế là cách bảo quản rất là tuyệt vời mình vừa chia sẻ xong nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.